xin gửi lời chào quyết thắng tới tất cả quý vị và các bạn. Quý bạn và các vị đang tới với bản tin thể thao của Khán Đài Online được phát sóng hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa. Trước khi bước vào những tin chính có mặt trong bản tin chủ nhật ngày 19 tháng 4 hôm nay, đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ những clip mới nhất nào của chúng tôi. Chính thức, Man City mua Dani Alves của Peru. Inter Milan nhắm sang MU thay thế Lautaro Martinez. Người mua tiền, Arturo Vidal từ chối MU để tới Newcastle. Đang muốn nỗ lực giữ chân Sancho trong tuyệt vọng. Kevin De Bruyne nghi ngờ bị nhiễm Covid-19. Chính thức, Man City mua Dani Alves của Peru. Man City đã đồng ý mua hậu vệ trẻ người Peru, Clivert Angela từ câu lạc bộ Alianza Lima. Để có Clivert Angela, Man City được cho đã phải trả cho đội bóng Peru 2,8 triệu bảng. Clivert Angela sẽ chính thức chuyển sang Man City vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 khi anh bước sang tuổi 18. Alianza Lima đã xác nhận bản thông tin hậu vệ được ví là Dani Alves của Peru cho đội bóng Anh. Clivert Angela hồ hởi cho hay: "Đến Man City là một điều gì đó rất lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất vui vì họ đã chiêu mộ tôi. Đó là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ, tất cả đều phi thường. Mục tiêu của tôi là trở thành ngôi sao đội 1 của Man City. Tôi rất vui vì có cơ hội chuyển đến châu Âu thi đấu." Clivert Angela ra mắt Alianza Lima vào tháng 11 năm ngoái. Đến thời điểm này, hậu vệ 16 tuổi mới chỉ đá 9 trận cho đội 1 của đội bóng Peru. Inter Milan nhắm sang MU thay thế Lautaro Martinez. Việc Inter Milan mất Lautaro Martinez dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiền đạo 22 tuổi người Argentina tỏa sáng rực rỡ trong vòng 2 năm qua và được một loạt câu lạc bộ lớn săn đuổi, trong đó đặc biệt là Barcelona. Trong hoàn cảnh đó, ban huấn luyện Inter Milan buộc lòng phải tìm kiếm những ứng viên để thay thế cho Lautaro Martinez. Theo nguồn tin của Gazzetta dello Sport, Antonio Martial là ứng viên số 1 mà huấn luyện viên Antonio Conte nhắm đến. Kể từ khi trở lại Italia, Conte đã chiêu mộ một loạt cầu thủ tới từ Premier League, trong đó có 3 ngôi sao tới từ MU là Romelu Lukaku, Alexis Sanchez và Ashley Young. Vì thế, việc huấn luyện viên này nhắm đến Martial là điều khá dễ hiểu. Anthony Martial có lối chơi khá giống với Martinez, tiền đạo trẻ người Pháp có tốc độ, khả năng đi bóng lát léo và dứt điểm sắc bén. Anh cũng chơi đa năng, có thể đá ở cánh trái hoặc ở giữa tùy theo yêu cầu của huấn luyện viên. Người mua tiền, Arturo Vidal từ chối MU để tới Newcastle. Mùa hè năm nay, Arturo Vidal được xếp vào diện một trong những cầu thủ sẽ rời Barca để câu lạc bộ thực hiện kế hoạch nhân sự cho mùa giải sau. Lúc này, đang có hai câu lạc bộ tên tuổi quan tâm tới Vidal là MU và Inter Milan. Tuy nhiên, theo tờ Mundo Deportivo, mặc dù tiền vệ người Chile cũng đang nghiêm túc cân nhắc khả năng tới Anh thi đấu, nhưng lại không phải là đội bóng chủ sân Old Trafford mà là câu lạc bộ Newcastle. Với nguồn lực tài chính mới, Newcastle được nhận định là sẽ đầu tư rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng để tạo ra đội hình có sức cạnh tranh. Câu lạc bộ đã nhắc tới Arturo Vidal và ngược lại, Vidal cũng bị thu hút bởi dự án của họ. Tuy nhiên, tiền vệ 32 tuổi cũng có điều kiện cần để anh có thể nghĩ tới khả năng đầu quân cho bóng chủ sân Saint-Germain Park. Đó là huấn luyện viên Marc Allegri được bổ nhiệm là huấn luyện viên. Anh từng làm việc với ông tại Juventus trước đây. Đang muốn nỗ lực giữ chân Sancho trong tuyệt vọng. Nếu bán Sancho, Dortmund sẽ thu về mức lợi nhuận khổng lồ. Cách đây 3 năm, họ chỉ mất 8 triệu bảng để chiêu mộ tài năng này từ Man City. Mặc dù vậy, Dortmund muốn giữ Sancho ở lại để cạnh tranh danh hiệu ở Đức với Bayern Munich. Hiện tại, đội bóng áo vàng đen đã có bộ khung khá mạnh và họ cần có những ngôi sao như Sancho để tạo ra sự khác biệt. Theo tờ Sport Bin, Dortmund đã tung nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Sancho ở lại. Đó là tăng lương gần gấp đôi cho tiền đạo này, từ 6 triệu euro lên 10 triệu euro một mùa. Qua đó biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ, ngang bằng với đội trưởng Marco Roy. Hợp đồng hiện tại của Sancho có thời hạn đến năm 2022 và Dortmund hy vọng Sancho sẽ gia hạn thêm 4 năm. Đây là đề nghị hiếm thấy của Dortmund, bởi lẽ câu lạc bộ này có thói quen bán mọi ngôi sao khi được giá. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng của Dortmund, bởi lẽ các câu lạc bộ lớn khác, đặc biệt là MU có thể trả cho Sancho số tiền nhiều hơn rất nhiều. Kevin De Bruyne nghi ngờ bị nhiễm Covid-19. Mọi chuyện bắt đầu từ cậu con trai nhỏ của De Bruyne, sau đó là cậu con trai lớn và vợ. Hiện tại, cả gia đình De Bruyne đã khỏi bệnh nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn nghi ngờ rằng cả nhà anh vẫn vừa vượt qua cuộc chiến với Covid-19. De Bruyne tiết lộ trên Sky Sport: "Ở giai đoạn đầu cách ly, gia đình tôi đều ốm trong khoảng 8 đến 9 ngày. Mọi chuyện bắt đầu với đứa con trai nhỏ của tôi.
kế đến là đứa lớn và sau đó là vợ tôi. Tôi cũng không rõ chúng tôi có nhiễm Covid-19 hay không. Rất may là chúng tôi đã trở lại bình thường. Trong khoảng 2-3 tuần gần đây, mọi thứ đều tốt và trở lại bình thường. Tôi và vợ vẫn đang tự cách ly tại nhà và vẫn theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của mình.